Hello, xin chào các bác nhé. Hẻm xe LB xin chào các bác. Thì hôm nay thì em sẽ quay cho các bác về một cái con xe mà anh em vẫn thường hay gọi, thì nó gọi là lửa nọ lửa kia đấy. thì ngày xưa thì các bác cũng chỉ biết đến dòng MTB Mountain Bike hoặc là dòng Touring hoặc là dòng Road Dai, thì nó có phân ra làm ba loại như thế. Thì chính shop vừa rồi cũng mới phát hiện ra thêm được một thuật ngữ nữa là gọi là hybrid, tức là cái con dòng xe mà nó lai giữa dòng Road Dai và dòng MTB. Thì các bác thường sẽ thấy là những cái dòng Road Dai hay Touring thì nó sẽ không có fork, có bánh mà nó sẽ nhờ bánh nhỏ. Nhưng cái con này thì nó sẽ kết hợp cả hai, tức là nó cũng là dòng bánh nhỏ nhưng mà nó sẽ có fork. Đấy. Cho nên là các bác có thể là thích thì các bác có thể đi địa hình xa, hoặc không thì các bác đi xa ấy là bác đi bằng dòng Touring, đi trong phố biết là đi thoải mái, không là các bác đi leo núi biết là mình có fork rất là êm. Đấy thì một số dòng như kiểu nặng như là Czech thì nó có dòng đua sport này, hoặc là dòng dòng gian thì nó có dòng dom 3, dom 2, dom 4. Đấy thì cái con này nó cũng tương tự như vậy. Thì em sẽ đi sơ qua về cấu hình cho các bác. Thì con này là con Clyde. Thì cái thương hiệu này là thương hiệu của Anh Quốc các bác nhá. Thương hiệu Clyde, còn tất cả các xe bây giờ thì nó đều sản xuất tại Trung Quốc hết. Đấy là một con xe mới tinh tình tình. Thì bên em vừa mới lắp lên. Đấy thì con này thì nó sử dụng bộ chuyển động Shimano Tuley. Đấy, Shimano Tuley. Thì con này là gồm 3 đĩa và 8 lít. Đấy, 3 đĩa 8 lít. Thì tức là 24 tốc, khung nhôm không có mối hàn. Khung nhôm không mối hàn các bác nhá. Để các bác nhìn này. Con này là màu cam. Nó vẫn sẽ là hàn ở cái này, nhưng mà thường thì tất cả các loại khung nhôm không hàn thì nó sẽ vẫn là hàn ở đây. Rất số ít xe thì nó mới không hàn ở cái chỗ trục. 8 lít, fork thì fork dầu, khóa fork nhá bác nhá, có khóa fork này. Đấy, rất là đầy đủ công năng luôn. Fork dầu có khóa fork đấy. Và thứ hai nữa là nó sẽ là có phanh dầu. Đấy. Có phanh dầu thôi các bác. Nó có phanh dầu đàng hoàng chứ không phải là phanh đĩa cơ bình thường. Cái thứ ba nữa là cái may ơ của nó. Cái hấp này. Đấy, thường thì các bác sẽ phải độ thì nó mới có màu cam như này. Đấy. Và cái hấp này nó có đặc điểm là em cũng mới phát hiện ra là nó kêu cũng rất to, chứ nó kêu không nhỏ. Đấy. Sẽ quay cho các bác xem là khi nó quay nó sẽ kêu nào nhá. Đấy. Các bác nghe tiếng kêu của nó chưa? Nó kêu to không khác gì dòng Road Dai luôn. Thế là con này nó rất là hay là nó nằm ở chỗ đấy. Một con xe nằm vậy. Đồ đĩa thì dùng dòng của Browell nhá bác nhá. Đồ đĩa Browell. Sườn nhôm. Hầu như đồ là nhôm hết. Đấy, quả cối. Quả cối của nó thì nghe thích tai luôn. Đấy, hiện tại thì con này bên em đang có sẵn màu cam. Màu cam và màu trắng nữa, màu trắng đen. Thì sau này em sẽ quay con trắng đen cho các bác. Đây, yên nhôm đúc. Yên nhôm đúc đàng hoàng. Đầy đủ. Rất là đẹp. Thế thì các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với hẻm xe LB. Rồi, xin kính chào các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn.